Hello quý khách, hello các bạn. Chào tất cả các anh em và các bạn đã đến với kênh Moto Văn Nga 79 nha. Rồi hôm nay Moto Văn Nga sẽ làm cái clip chiếc Tiger, một dòng adventure tầm trung của đến từ nhà Triumph để phục vụ các anh đam mê quan tâm xem chơi và có hợp ý lựa chọn nha. Hôm nay giá cũng phải nói rằng là adventure 900 Tiger 900 mà lăn bánh mới có 4.600 km đời 2020. Một cái giá bán là 285 triệu nha. Báo giá trước bình thường, báo giá sau nha. Giờ báo giá trước các anh thấy có hợp lý, mình đi vào chi tiết. Nếu có quan tâm xem chi tiết hợp ý lựa chọn nha. Mùa này nắng ráo, trải nghiệm adventure đi chơi những cung đường xa, chu du feel rất là feel nha. Đây là chiếc Tiger 900 đời 2020, đúng một chủ mua mới. Xe này cũng được rồi, có nói sơ qua nhưng ngày hôm nay sẽ làm chi tiết chiếc này. Đúng một chủ mua mới. Odo hôm nay 4.600 km mà thôi. Xe này chưa qua chủ thứ hai. Xe này của một người anh mua cho bà xã anh dùng. Xe này vừa rồi mình có nói qua mà là nói nhầm là Odo 7.000 nhưng không có tới 7.000, Odo nó chỉ mới có 4.600 mà thôi. Đợi tí. Phiên bản này, phiên bản chuẩn ha các anh, các bạn. Rồi đây, Odo hôm nay mới 4.008. Vừa rồi mình nhầm sao mà mình nhìn sao mình ra 7.000 chứ không phải ha. Rồi tới cái kỳ bảo dưỡng tiếp theo sẽ là 4.009 là bảo dưỡng nha. Cái lịch bảo dưỡng thì Triumph nó có thể hiện ở trên đó, nó nhắc bảo dưỡng service. Rồi, chiếc xe được dùng ít, không có nhiều. 2020 tới nay thì mà dùng có 4.600 thì không có nhiều. Xe này là nữ dùng nha. Chị gái, vợ, một người chị vợ của ông anh bạn, ông anh khách hàng quen, anh có xem clip trên này. Anh Hiếu ha. Rồi, thì hôm nay làm cái clip này. Xe nữ dùng nên ít dùng, phụ nữ không có chạy nhiều như... những team của đàn ông rủ nhau đi chơi nhiều không? Phụ nữ thì đi lắm lúc đi với gia đình hoặc là đi những sự kiện mà thôi. Nên cái Odo nó thấp là đúng rồi. Trong tình trạng xài mới 4.600 thì cũng chỉ xài lướt thôi nha các anh. Đây, đồ rất là chất đẹp, không có đâm đụng té ngã, không có gì hết nha. Lớp vỏ nè, trong tình trạng đẹp lắm, 4.000 mấy thôi. Rồi, không hiểu sao vừa rồi lại nói nhầm lên 7.000 mấy, không phải, có 4.000 mấy thôi. Odo cam kết đúng 100% nha các anh. Các anh có muốn thì có thể mình là test hãng thoải mái. Đây, đây, hành trình của những hành trình phượt của những dòng adventure thì hành trình phượt nó dài, nhún nó rất là êm. Đây, đây, phuộc upside down nha, phuộc ống lồng Majorci. Dạo này rồi. Với khối động cơ 3 máy đặc trưng của Triumph Tiger 900 888cc. Động cơ đặc trưng là 3 máy nha. Xe này được trang bị chống đổ sẵn luôn đây nè. Ok, với khối động cơ này giải nhiệt bằng nước ha, bằng dung dịch. Chiếc xe dùng ít, chiếc xe nhìn nè các anh, các bạn nhìn nè, xài lướt nhìn đồ rất đẹp ha, rất là ken. Nhìn dưới này nè là thể hiện rất là rõ. Chiếc xe dùng nhiều thì những ốc đồ dưới này thì nó sẽ bị sình á, nhiều thì nó không được đẹp như vậy đâu nha, rất ken, rất ken. Xe này có ốc gầm zin, ốc gầm zin nè, những con ốc như thế này là khu vực trước rồi đó, rất đẹp. Các anh chỉ cần nhìn những điểm như vậy, xe đi nhiều hay đi ít thôi. Rồi nè, tới xuống tới gác chân cũng vậy hả, dùng ít nên cái đồ nó cũng sẽ khác nhau rất là nhiều. Nếu mà hiển nhiên mấy cái này mà để cho mòn hết luôn thì không thể đâu, đâu có dễ gì, nhưng mà nhìn cái điểm nó còn mới á, mới như vậy chúng ta sẽ đánh giá được phần nào. Cái gác chân zin cũng vậy ha. Rồi, gác chân ngồi sau đây cũng vậy ha.
rất là càng đẹp. Ô tô Ban Nha thường xe xe lướt các anh thấy rồi biết rồi đúng không? Cái bô nè, cái bô zin còn mới tinh luôn à, rất mới. Không biết cũ anh có đi bô đồ chơi hay không mà cái bô zin này mới quá ha. Mua thì anh Hiếu có giao cho chiếc xe này chứ còn chắc bô zin không có đâu. Anh mua cho vợ chắc có khi không đi bô đồ chơi đâu. Đây, rất đẹp à, lốp. Rồi bánh sau 4.000 thì nhông xem dĩa còn rất mới nha, rất mới. Mình có sao mình nói vậy mà nói trong tình trạng xe nha các anh, mình không thiên review mà nói quá nói hay đâu nha, nhưng mà được nói hay là cần tốt. Rồi, nói hay mà phải nói cho đúng chứ nói sai là các anh trên này không có đồng ý đâu. À, đó, những cái đồ đẹp nha, từng chi tiết nè, xuống tới cái chân trống nha, chân trống của chiếc Tiger này chân trống đẹp quá ha, bằng nhôm nha, hà lây rồi bằng sắt rồi chứ này này nhôm chắc đúng quá cao cấp rồi. Yeah, rất đẹp. Rồi, mới quá, không có còn phải nói gì thêm hết. Này màu trắng, nước sơn zin hết nha. Đây, vừa rồi có trầy nhẹ chỗ này, có dặm chỗ này một tí xíu nha. Vì không biết sao không có ngã đổ đâu các anh. Có trầy nhẹ khi trong quá trình nó xước nhẹ tí xíu, có dặm chỗ đó tí xíu. Đây vậy thôi. Với một dòng Tiger, dòng Adventure 900. À, thứ nhất là phân khối nó vừa phải. Chiếc xe này chiều cao thấp nha các anh. Chiều cao không tải thì 830, mà có tải thì xuống còn 810 thì thấp. Phụ nữ dùng được là các anh biết rồi đó. Nên những anh mà chiều cao cũng không có cao lắm á thì vẫn dùng này được nha. Nhưng mà bèo bèo gì cũng phải 1m62 rồi trở lên dùng được. Chứ còn nếu 1m60 rồi trở xuống thì dùng chiếc này cũng khó nha. Rồi mình 1m66 nè. Rồi vô cùng dễ chịu thoải mái. Đặc biệt cái này dòng Adventure này, chiếc này có 194 kg mà thôi, xác xe khá là nhẹ, lên xe trải nghiệm khá ok nha các anh. Đây 194 kg, thùng xăng này đổ đầy được 22 lít nè. 900 phân khối mà cho chiếc Triumph mà đổ 22 lít, chắc đổ vô chắc chạy xa lắm, lâu lắm mới đổ xăng lại nha. Chiếc xe trong tình trạng xe lướt ngon lành đẹp. Đây, xe mua mới tại hãng, nhập khẩu hải quan chính ngạch nên việc công chứng mua bán sang tên rút gốc gì đi đâu cũng ok hết. Nhìn cái xe thì nó cao như thế này đó, nhưng cái yên nó có độ gãy nhiều ha, nên ngồi yên lắm. Dòng Adventure mà như thế này sướng ha. Các anh về có trang bị thùng, trang bị gì thêm thì lên nha. Ngồi lên cái xe là muốn đi chơi rồi. Rồi lên cái xe là muốn lấy đi chơi, trải nghiệm vùng miền đi chơi rồi. Ham đi chơi quá nên thành ra vậy á. Nó vui thôi chứ về Nga các anh biết rồi, lượng xe nó nhiều, giao tiếp nhiều, nói chung là lắm lúc cũng khá là bận. Ham đi nhưng mà cũng không đi được nhiều. Rồi chiếc này có giá bán là 285 triệu như đã nói ha. Các anh mua thì mình có thể bớt nhau, bớt lọc mấy triệu mà thôi, không có bớt nhiều. Có những anh mà chưa hiểu Ban Nha đó thì thường nghĩ nói giá vậy rồi trả giá 20-30 triệu, không có đâu. Mình chỉ bớt nhau tí đỉnh thôi, không có bớt nhau nhiều. Và giá bán cũng được nói công khai, chỉ thường ít có nói giá, không nói giá là những chiếc xe nó có giá trị sưu tầm và bán hơi mắc vì xe nó không có xe mới, nên thành ra cái cung và cái cầu cái xe nó bị lên giá thì bán mà nói nó cao hơn cái giá lúc mới mua hẳn thì sợ các anh chửi thôi, các bạn chửi thôi, sao ông này bán mắc hơn hồi xe mới nên không dám nói. Với những anh mà mua có giá trị sưu tầm thì các anh cũng thôi không có nói luôn, sưu tầm chơi, không có muốn nói giá. Nên là thường những cái tỷ lệ đó thì Ban Nha ít lắm, còn phần lớn là những xe được báo giá rõ ràng để cho các anh dễ lựa chọn, cân đối cái lượng tài chính của mình, bố trí nó phù hợp để mà trải nghiệm chơi.
với một cái tầm tiền 280 triệu bán đúng, thì một chiếc Adventure đi 4.000, Tiger 4.000 đi như thế này thì quá ngon rồi. Lúc trước mua mới ra tên xong cũng đâu đó gần 400, thì bữa nay cũng cách nhau cũng được 100 triệu hơn. Quan trọng là chiếc xe mới có 4.600 game mà thôi. Ngon lành rồi, quyền lựa chọn của quý khách nha. Rồi, điểm qua một số xe các anh muốn lựa chọn chiếc nào lựa nha. Đây, trang bị có bộ gọng này bảo vệ này luôn rồi chứ nãy lúc nãy chưa nói ha. Rồi, các anh có thích chiếc này hoặc chiếc nào trong này thì trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại là 0933 891 954 và 0902 319 854 nha. Motobay Nga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Có trang Facebook cá nhân là Nga Lê Văn luôn. Rồi, các anh thích chiếc nào thì liên hệ qua hai số điện thoại đó, mình sẽ gửi cung cấp hình ảnh chi tiết. Thích đặt cọc thì gửi luôn số tài khoản qua số điện thoại bằng chính số của Lê Văn Nga luôn. Nên các anh hãy cứ yên tâm. Nếu các anh chưa yên tâm thì hãy qua hai cái trang cá nhân như mình vừa nói, trang Facebook và trang Zalo nha. Còn chưa yên tâm nữa thì không mua, không giao dịch, hỏi bên thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nếu các anh biết anh nào chơi mô tô, trải nghiệm mô tô đó thì hỏi thử người ta sẽ cho đánh giá Văn Nga bán hàng như thế nào. Nếu mà đánh giá tệ quá thì các anh cũng không mua, mà các anh đánh giá mà ai đó biết có điểm cộng thì ủng hộ Văn Nga nha. Rồi, chân thành cảm ơn tất cả các anh và các bạn đã mến quý và theo dõi kênh của Motobay Nga. Xin chào tất cả và cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, xin chào.